Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bộ ngành địa phương. Theo đó, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4, đồng thời tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia.